Những điều cần biết và chuẩn bị trước khi mua xe điện các bạn nhé. Câu chuyện là hôm nay mình kể câu chuyện cho các bạn là từ lúc 4 giờ sáng các bạn ạ. Thực tế ra là lúc hơn 3 giờ các bạn ạ, hơn 3 giờ mình đã dậy và chuẩn bị cho một ngày mới là đi sạc pin các bạn nhé. Thì thực tế là đêm hôm qua mình đã về đây các bạn ạ, lúc ấy nó lúc 10 rưỡi 11 giờ các bạn ạ, nhưng mà kín hết xe các bạn ạ, không có chỗ nào để mà sạc, mà vẫn chỉ có hai cái trạm sạc này thôi các bạn nhé. Đây anh taxi các bạn này, 4 giờ sáng anh ấy về đây nhưng mà không kiên nhẫn được, thế là anh ấy phải rời đi chỗ khác các bạn nhé. Đây là trạm sạc các bạn này. Đây là một điều cần biết trước khi lựa chọn sử dụng xe điện các bạn nhé. Về chất lượng, về kỹ thuật thì mình cũng không dám nói, bởi vì là xe điện đưa vào thị trường sử dụng nó chưa được lâu, nên là chưa có thời gian để kiểm chứng về chất lượng xe điện so với xe xăng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái vấn đề sạc pin các bạn nhé. Cái vấn đề cung cấp nguyên liệu để vận hành một chiếc xe các bạn, mình phải nói là nó tốn rất là nhiều thời gian các bạn ạ. Trạm sạc thì đây mình đang đứng ở trạm sạc các bạn ạ, có rất là nhiều cây sạc, nhưng mà hiện giờ để vận hành thì không hiểu vì lý do tại sao mà người ta lại chỉ để cho là có hai cây sạc thôi các bạn ạ. Trong khi đó những cây sạc còn rất là nhiều nhưng mà người ta không cung cấp điện để cho mọi người sạc, người ta bắt phải chờ đợi các bạn nhé. Chờ đợi, đấy, chờ đợi và chờ đợi này, cây vẫn không cấp điện các bạn ạ. Trong khi đó mọi người là phải chờ này, khách hàng gọi là thượng đế, nhưng mà mình cũng không hiểu là nó đúng nghĩa hay không, chả có nghĩa gì là liên quan khách hàng là thượng đế các bạn ạ. Cái khâu phục vụ thì thực sự mình phải nói đây, như các bạn biết mình cũng không muốn nói thẳng ra là như thế nào các bạn nhé. Đấy, khi xác định là mình sử dụng xe điện là mình phải chờ đợi các bạn nhé, còn không thì các bạn phải làm một trụ sạc riêng ở gia đình các bạn ạ. Thì các bạn đi về thì các bạn là cắm điện vào thì các bạn sẽ có điện sử dụng, còn không các bạn đi ra những cây dịch vụ là các bạn xác định là phải chờ. Tôi nói thẳng, nói vuông góc là phải mất thời gian nhé, thời gian sạc và thời gian chờ đợi. Thời gian sạc thì mình nói là nó cố định từ tầm 1 tiếng hơn 1 tiếng, còn thời gian chờ đợi thì mình chưa biết được các bạn ạ, còn phải xếp nốt các bạn, rất là bức xúc các bạn ạ. Không hiểu lý do vì sao mà cái cung cấp dịch vụ sau bán hàng mà lại như này các bạn nhé, thực sự không hiểu các bạn ạ. Đấy, trước khi mua xe các bạn nên cân nhắc là xem nó có phù hợp với mình hay không các bạn nhé. Nhiều người nóng tính nhưng không chờ đợi được các bạn ạ, lại bỏ cuộc các bạn ạ. Đấy, hành trình bon chen đi sạc xe các bạn ạ. Đây là cái điều cần biết mình muốn chia sẻ với các bạn ấy, để các bạn trước khi mua xe các bạn có thể là tham khảo thêm. Thôi, video mình cũng không muốn nói nhiều, mình cũng xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video nhé. Chúc các bạn có một sự lựa chọn tốt, đúng đắn để làm sao mà cuộc sống nó luôn vui vẻ các bạn nhé. Chào các bạn. Tập 8 rồi đây. Ôi, sạc lâu nhỉ. Ai da. Gần đây tôi dậy đấy. Bạn này sạc xong rồi.